Các bạn đang nghe truyện ngộ tính nghịch thiên ta tại chư thiên sáng pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 153, Đệ tử thứ 13 Giống như những tiếng hóa giả thông qua khảo nghiệm trước đó, rời khỏi đệ thất tinh động. Về phần sự khác biệt, chính là người trước là đứng dậy, chạm vào tượng đá trước mặt, sau đó bị dịch chuyển đi. Mà Lâm Nguyên là nằm trên mặt đất, sau đó bị dịch chuyển đi. Sự rời đi của Lâm Nguyên cũng khiến 12 bóng người trong không gian bí ẩn chú ý, giống như những người khảo nghiệm khác, nhìn thấy Lâm Nguyên biến mất, chỉ sẽ cho rằng đối phương ập lai. Chỉ là 12 bóng người này, với tư cách là người quan sát khảo nghiệm thất tinh động, lập tức nhận ra Lâm Nguyên không phải ập lai, mà là thuận lợi thông qua khảo nghiệm rời đi. Xem ra sư phụ thật sự ra tay rồi. Trong ba bóng người phía trên, bóng người đứng đầu lên tiếng. Theo quy củ của khảo nghiệm thất tinh động, mỗi tiếng hóa giả thông qua khảo nghiệm đều sẽ bị dịch chuyển đến một không gian thống nhất. Đợi đến khi thế giới thất tinh động hoàn toàn đóng lại. 12 bóng người sẽ xuất hiện để lựa chọn. Chỉ là sau khi Lâm Nguyên biến mất, bọn họ không hề phát hiện ra Lâm Nguyên trong không gian tạm thời an trí những người vượt qua khảo nghiệm. Rõ ràng, người duy nhất có thể thay đổi quy tắc của thế giới thất tinh động chỉ có thể là xích công tinh chủ cao cao tại thượng. Nơi này là, sau khi bị dịch chuyển, lâm nguyên xuất hiện trong một tòa cung điện xung quanh trống trải vắng lặng ở vị trí trung tâm có một vương tọa trên đó có một lão giả mặc áo bào đỏ đang ngồi lão giả áo bào đỏ nhắm mắt nhưng lâm nguyên mơ hồ cảm thấy đối phương đang nhìn mình ân ừ, phương thanh đã nói với hắn sau khi vượt qua khảo nghiệm thất tinh động tất cả mọi người sẽ được đưa đến một khu vực đợi đến khi khảo nghiệm kết thúc sau đó lựa chọn gia nhập môn hạ của vị đệ tử tinh chủ nào chỉ là hiện tại, trong cả tòa cung điện, Lâm Nguyên không hề phát hiện ra những người vượt qua khảo nghiệm khác. Chẳng lẽ, trong lòng Lâm Nguyên có chút suy đoán? Có lẽ là con đường tiến hóa mà hắn lĩnh ngộ cuối cùng đã xảy ra vấn đề. Bản tọa là xích côn, muốn thu nhận ngươi làm đệ tử thứ 13. Lúc này, lão giả áo bào đỏ ngồi trên vương tọa đột nhiên lên tiếng, ngươi có đồng ý hay không? Xích côn, tâm tư lâm nguyên dân trào, đệ tử đồng ý xích công tinh chủ là người không thu nhận đồ đệ điều này phương thanh đã nói với lâm nguyên từ lâu toàn bộ thế lực của xích công tinh vực cho đến những tinh vực khác đều biết rõ chuyện này dù cho mỗi một khoảng thời gian đều có nhân vật tầm cỡ từ các thế lực khác thông qua nhiều con đường và thủ đoạn muốn xích công tinh chủ thu nhận hậu bối của mình làm đồ đệ nhưng đến nay chưa từng có ai thành công Nguyên nhân là bởi xích công tinh chủ có năng lực cực kỳ mạnh mẽ trong việc dạy dỗ đệ tử. Thông thường, 10 vị lục giai, trăm vị lục giai, thậm chí là ngàn vị lục giai, cũng chưa chắc có một người đột phá được lục giai. Nhưng đệ tử của xích công tinh chủ thì sao, 12 vị đệ tử. ba vị vượt qua lục giai. xác suất này, thật sự khủng khiếp. Tuy rằng, 12 vị đệ tử mà xích công tinh chủ thu nhận, mỗi người đều không tầm thường, xác suất đột phá lục giai cũng cao hơn nhiều so với những lục giai bình thường bên ngoài. Nhưng dù vậy, trong 12 đệ tử lại có 3 người vượt qua lục giai, vẫn là điều vô cùng khó tin. Nhưng đáng tiếc là, kể từ vạn năm trước, vị tiểu đồ đệ mà xích công tinh chủ mới thu nhận đã chết dưới tay dị tộc. Từ đó, ngài không còn thu nhận thêm bất kỳ đệ tử nào nữa. Thật ra, trước vị tiểu đồ đệ đó, xích công tinh chủ cũng không thu nhận nhiều đệ tử. Dù sao, với cảnh giới của xích công tinh chủ, trừ phi thật sự gặp được người mình thích, nếu không thu nhận đồ đệ chỉ là lãng phí thời gian. Mỗi kỳ thi đấu lôi đài của tinh vực xích công trong quá khứ, tất cả những thiên tài được phát hiện, xích công tinh chủ thậm chí không thèm liếc mắt một cái, toàn bộ đều ném cho 12 vị đệ tử. Dù là thiên tài xích văn hay kim văn, thậm chí là những ngân văn bình thường. Trong mắt xích côn tinh chủ đều như nhau. Tất nhiên, một số ít thiên tài xích văn, xích cung tinh chủ vẫn sẽ liếc nhìn thêm một chút. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Gặp qua sư phụ. Bên trong cung điện rộng lớn, Lâm Nguyên khẽ cúi người. Tuy rằng không biết xích cung tinh chủ đang ở cảnh giới nào nhưng hiển nhiên là cao hơn Lâm Nguyên, hơn nữa còn cao hơn rất nhiều. Trước mặt cường giả như vậy, Lâm Nguyên tự nhiên không dám thể hiện sự xem thường. Hơn nữa, bái xích cung tinh chủ làm sư phụ cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn đứng về một phe. Nếu Lâm Nguyên có nhu cầu gì, hoặc gặp phải rắc rối nào, xích cung tinh chủ cũng không thể không quan tâm. Trong liên minh nhân loại vũ trụ, bái sư là một chuyện vô cùng nghiêm túc. Tốt! Xích cung tinh chủ tỏ vẻ hài lòng. Mặc dù ông nhắm mắt lại nhưng mọi động tĩnh của Lâm Nguyên đều phản chiếu trong lòng. Từ hai ba vạn năm trước, ông đã không còn thu nhận đệ tử nữa. Bởi vì cảm thấy không cần thiết. Dùng thời gian đó, chi bằng tự mình tu luyện còn hơn nhưng Lâm Nguyên thì khác. Chỉ trong vòng một tháng, đã lĩnh ngộ được sơ bộ của con đường tiến hóa huyền hoàng. Nếu được bồi dưỡng tốt, có lẽ sẽ vượt qua 12 vị đệ tử trước đó. Quan trọng hơn là, xích công tinh chủ muốn xem, giới hạn của con đường tiến hóa huyền hoàng ở đâu. Năm đó, ông Mạo Hiểm sinh tử, mang từ bí cảnh vũ trụ đó ra bộ pháp môn này, rốt cuộc có gì đặc biệt. Bản thân xích công tinh chủ không phù hợp để tu luyện nhưng lại có thể quan sát thông qua lâm nguyên. Con đường tiến hóa huyền hoàng, con lĩnh ngộ đến đâu rồi, xích công tinh chủ hỏi. Con đường tiến hóa huyền hoàng, lâm nguyên lập tức hiểu ra, bộ pháp môn bí ẩn mà mình lĩnh ngộ được, tên là huyền hoàng. Chỉ một chút, lâm nguyên lộ ra vẻ mặt hổ thẹn. Gần 10 ngày qua, tập trung toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ, lâm nguyên chỉ mới lĩnh ngộ được một phần trăm của nhất giai thiên. Mà trên nhất giai thiên, còn có nhị giai thiên tam giai thiên bình thường thôi một tháng thời gian có thể lĩnh ngộ được chút ít đã rất tốt rồi xích công tinh chủ thản nhiên nói tuổi thọ của tiến hóa giả rất dài chỉ cần tu luyện đến lục giai là có thể sống từ hai vạn năm đến năm vạn năm vượt qua lục giai càng có hai mươi vạn năm tuổi thọ lâm nguyên về sau còn rất nhiều thời gian để lĩnh ngộ hơn nữa theo cảnh giới của lâm nguyên tăng lên đứng trên góc độ cao hơn hiệu quả lĩnh ngộ sẽ dần dần tăng lên. Xích công tinh chủ không biết rằng, Lâm Nguyên lĩnh ngộ con đường tiến hóa huyền hoàng, không phải dùng một tháng, mà chỉ vỏn vẹn 10 ngày. Quan trọng nhất là, Lâm Nguyên là đang cưỡng ép lĩnh ngộ. Tính cách của con, ta rất hài lòng. Xích công tinh chủ xem qua quỹ tích trưởng thành của Lâm Nguyên, khẽ gật đầu nói. Nữ thần trí tuệ đã phong tỏa một phần thông tin của Lâm Nguyên. Xích công tinh chủ chỉ có thể nhìn thấy đại khái, nhưng dù vậy vẫn khiến ông có chút bất ngờ bởi vì xích công tin chủ phát hiện lâm nguyên quá mức khiêm tốn là một tiến hóa giả tứ dai trước khi tham gia kỳ thi đấu lôi đài này thế mà trên thương lan tin lại không có bất kỳ thông tin nào về lâm nguyên dù có thể có nữ thần trí tuệ giúp đỡ nhưng có thể làm được như vậy cũng rất khó tin dù sao với tư cách là tiến hóa giả tập trung vĩ lực vào một thân rất khó quay về cuộc sống của người bình thường nhưng lâm nguyên lại làm được 19 năm trước vẫn không chút tiếng tăm. Chờ đến khi thi đấu lôi đài bắt đầu, mới một tiếng hót khiến cả thiên hạ kinh ngạc. Cách làm này, thật sự rất hợp ý xích công tinh chủ. Cần biết rằng, vạn năm trước, vị tiểu đồ đệ mà xích công tinh chủ thu nhận, cũng giống như Lâm Nguyên, tư chất tuyệt thế, phù hợp tu luyện con đường tiến hóa huyền hoàng. Chỉ là vị tiểu đồ đệ này quá mức cao điệu, cuối cùng chết vì bị dị tộc ám sát dù cho xích công tinh chủ điên cuồng trả thù, nhưng người cũng đã chết, tất cả đều trở nên vô nghĩa. mà lâm nguyên lại hoàn toàn ngược lại. nếu không phải kỳ thi đấu lôi đài này, e rằng thương lang tinh cũng không biết đến nhân vật lâm nguyên này. mặc dù xích công tinh chủ chưa từng biểu lộ thái độ, nhưng lại đánh giá cao cách làm này. năm đó, sau khi ông thành công đoạt xá tinh hải du côn ấu thể, cũng không lập tức quay về nền văn minh nhân loại, mà ẩn mình suốt mấy ngàn năm sau khi vượt qua lục giai mới cân nhắc những chuyện khác. Càng là thiên tài, trước khi thật sự trưởng thành, càng phải khiêm tốn. Vâng, Lâm Nguyên không biết nên trả lời thế nào. Thật ra, hắn mới trở thành tiến hóa giả được 2, 3 năm. Tất nhiên, thời gian, ở đây, là chỉ thời gian ở chủ thế giới. Nhưng xích công tin chủ chắc chắn không tin, tiềm thức cho rằng Lâm Nguyên đã tu luyện hơn 10 năm. Chỉ là luôn không được biết đến mà thôi con đã là đệ tử của ta, vậy thì chính là xích côn nhất mạch, vị phong chủ thứ 13. Xích côn tinh chủ nhìn về phía Lâm Nguyên, mở miệng nói, ta không có yêu cầu gì khác với con, trừ phi con thật sự thường trú tại xích côn chủ tinh, nếu không, trước khi đạt đến lục giai, đừng để lộ thân phận đệ tử của ta. Đệ tử minh bạch Lâm Nguyên gật đầu Xích côn tinh chủ mấy vạn năm rồi không thu nhận đệ tử. Hôm nay lại đột nhiên thu nhận một người điều này khiến người khác nghĩ thế nào khiến dị tộc nghĩ thế nào với thủ đoạn bồi dưỡng đệ tử của xích công tinh chủ vị đệ tử này có hy vọng đột phá lục giai rất lớn nếu đã như vậy tại sao không nhân lúc vị đệ tử này còn yếu ớt mà bóp chết thân phận đệ tử của xích công tinh chủ trong mắt dị tộc e rằng không thua gì người sáng lập ra một con đường tiến hóa lục giai nào đó dù phải trả giá đắt cũng phải diệt trừ tất nhiên chỉ là thân phận tốt nhất không nên lộ ra mà thôi còn những chuyện khác đãi ngộ và địa vị của phong chủ thứ 13 của xích côn nhất mạch, tự nhiên sẽ không thiếu. Về phương diện này, ta sẽ để cổ trạch giải thích cặn kẽ cho con. Xích côn tinh chủ mở miệng nói. Tiếp theo, xích côn tinh chủ lại dặn dò Lâm Nguyên vài câu. Liền phất tay, giao Lâm Nguyên cho lão tam, cổ trạch. Tiểu sư đệ, bên trong một khu trang viên, cổ trạch miễn cười nhìn Lâm Nguyên. Tam sư huynh. Lâm Nguyên nghiêm mặt trong 12 vị đệ tử của xích công tinh chủ, có 3 vị vượt qua lục giai. Vị tam sư huynh này, nằm trong số đó. Đây chính là thế giới ảo của xích công nhất mạch chúng ta. Tam sư huynh cổ trạch đứng dậy, dẫn Lâm Nguyên đến trước một đại lục rộng lớn. Đại lục này có diện tích cấp trăm lần thương lan tinh, ở vị trí trung tâm sừng sững một ngọn núi khổng lồ. Ngoài ra, xung quanh ngọn núi khổng lồ này, còn có 13 ngọn núi nhỏ hơn nơi đó chính là chỗ ở của tiểu sư đệ. Tam sư huynh cổ trạch đi đến một trong 13 ngọn núi. Nhìn từ xa, ngọn núi này quả thực không lớn, kém xa ngọn núi khổng lồ ở trung tâm, nhưng khi đến gần, Lâm Nguyên phát hiện, ngọn núi này có kích thước gần bằng nửa thương lan tinh. Sư đệ với tư cách là phong chủ, có quyền hạn cao nhất đối với ngọn núi này. Có thể thu nhận đệ tử và người hầu, tất nhiên, đây là thế giới ảo, ý nghĩa không lớn lắm chờ ngày nào đó tiểu sư đệ đến xích công chủ tinh ta sẽ giới thiệu chi tiết cho sư đệ tam sư huynh cổ trạch dẫn lâm nguyên đến đỉnh núi tiếp tục nói ngoài ra tiểu sư đệ với tư cách là đệ tử của sư phụ có thể ra xem bất kỳ con đường tiến hóa nào mà xích công nhất mạch thu thập được bất kỳ con đường tiến hóa nào trong lòng lâm nguyên chấn động một màn hình ảo xuất hiện trước mặt bên trên lóe lên từng con đường tiến hóa nhiều như vậy Lâm Nguyên hơi kích động. Tuy rằng hắn thu hoạch rất lớn trong thất tinh động, nhưng tất cả con đường tiến hóa cộng lại, cũng chỉ có hơn 100 bộ. Mà hiện tại, con đường tiến hóa mà xích côn nhất mạch thu thập được, ít nhất cũng phải có hơn ngàn bộ, không thiếu những bộ vượt qua lục giai. Không có con đường tiến hóa huyền hoàng. Lâm Nguyên nhìn lướt qua, không thấy con đường tiến hóa huyền hoàng. Còn nữa, mỗi lần tiểu sư đệ đột phá, đều có thể xin, xích linh dịch. Tam sư huynh cổ trạch mỉm cười nói. Xích linh dịch, Lâm Nguyên nghi ngờ. Xích linh dịch là tài nguyên độc quyền của xích cung nhất mạch chúng ta, bên ngoài không thể tìm thấy. Tam sư huynh cổ trạch mỉm cười nói. Tác dụng của xích linh dịch chính là hóa thành năng lượng tinh khiết nhất, bù đắp cho bản thân. Nếu tiểu sư đệ muốn đột phá từ tứ giai thập đoạn lên thập nhất đoạn, không cần phải chậm rãi hấp thu năng lượng từ bên ngoài để lột xác bản thân, chỉ cần xin một giọt xích linh dịch là được tam sư huynh cổ trạch giải thích ra là vậy lâm nguyên đã hiểu nói cách khác với tư cách là đệ tử của xích công tinh chủ lâm nguyên không cần phải tốn quá nhiều thời gian vào việc tích lũy năng lượng cơ bản nhất chỉ cần cảnh giới đạt đến là có thể đột phá không chút hạn chế điều này đối với lâm nguyên mà nói có ý nghĩa rất lớn mỗi lần xuyên việc trở về Lâm Nguyên đều phải tiêu tốn một lượng lớn tiền bạc để mua sắm những kỳ trân dị bảo vũ trụ, dùng để khôi phục toàn bộ thực lực. Hiện tại thì không còn vấn đề này nữa, trực tiếp xin xích linh dịch là được. Tiểu sư đệ hiện tại thực lực còn yếu, sư phụ đặc biệt lựa chọn một đội hộ vệ và ba tấm lệnh bài bảo vệ cho đệ. Tam sư huynh cổ trạch nói đến đây, dừng lại một chút, tiếp tục giải thích. Cái gọi là đội hộ vệ, là lực lượng cá nhân của phong chủ xích cung nhất mạch, do một tiếng hóa giả lục giai làm đội trưởng, mười mấy tiếng hóa giả ngũ giai làm đội viên. Lực lượng bảo vệ phong chủ ở cự ly gần. Đội hộ vệ này tuyệt đối trung thành, do xích công tinh chủ đích thân lựa chọn, sẽ không có bất kỳ ý đồ phản bội nào. Còn ba tấm lệnh bài bảo vệ là độc quyền của Lâm Nguyên, 12 vị sư huynh khác đều chưa từng được hưởng đãi ngộ này. Ba tấm lệnh bài bảo vệ do xích công tinh chủ đích thân luyện chế, một khi Lâm Nguyên gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ, lệnh bài sẽ tự động kích hoạt. Thương Lan Tinh Trang viên ở Trung Đại Lục Lâm Nguyên khoanh chân ngồi Thật quá đáng sợ Vẻ mặt Lâm Nguyên kinh ngạc Thông qua lời giới thiệu của Tam Sư Huynh Cổ Trạch Lâm Nguyên Đại Khái đã hiểu được đại ngộ khi trở thành đệ tử của Sức Côn Tinh Chủ Chủ yếu chia làm năm phương diện một Địa vị Với tư cách là thập tam phong chủ địa vị của Lâm Nguyên trong xích côn nhất mạch, chỉ đứng sau tinh chủ. Sánh ngang với 12 vị phong chủ khác, chỉ cần đủ điều kiện, có thể điều động đại quân tiến hóa giả của xích côn nhất mạch. Hai, có thể xem xét rất nhiều con đường tiến hóa mà xích côn nhất mạch thu thập được. Điều này là quan trọng nhất đối với Lâm Nguyên, dựa theo bộ sưu tập của xích côn nhất mạch, Lâm Nguyên tu luyện đến lục giai, cơ bản sẽ không thiếu con đường tiến hóa để lĩnh ngộ. Ba, có thể xin xích linh dịch giúp Lâm Nguyên tiết kiệm được một khoản tiền lớn. 4. Sở hữu một đội hộ vệ do tiến hóa giả lục gia dẫn đầu. 5. Ba tấm lệnh bài bảo vệ. Thật lời to thật lời to. Trong lòng Lâm Nguyên vui mừng. Không trách nữ thần trí tuệ khuyên hắn, trong thi đấu lôi đài phải dốc hết sức. Thu hoạch quả thật vượt xa so với những gì đã bỏ ra. Lâm Nguyên không biết rằng nữ thần trí tuệ cũng không lường trước được, hắn sẽ trở thành đệ tử của xích côn tinh chủ nếu chỉ là đệ tử của phong chủ đãi ngộ và địa vị tự nhiên sẽ bị giảm sút rất nhiều hiện tại đội hộ vệ kia hẳn là đã lên đường từ xích côn chủ tinh đến thương lang tinh dù cho sử dụng trùng động xuyên qua ít nhất cũng phải mất một hai tháng lâm nguyên thầm nghĩ đội hộ vệ là để bảo vệ lâm nguyên tự nhiên lâm nguyên ở đâu đội hộ vệ ở đó trở thành đệ tử của tinh chủ chỉ cần ta không nói tinh chủ không nói mấy vị sư huynh không nói ba vị nữ thần không nói sẽ không có ai biết trước khi lâm nguyên tham gia khảo nghiệm thất tinh động đã thay đổi dung mạo và vóc dáng ngay cả phương thanh cũng không nhận ra hắn mấy ngày sau phương thanh hưng phấn tìm đến cửa lâm đại ca tôi gia nhập xích côn nhất mạch rồi phương thanh ngữ khí phấn chấn báo tin vui này cho lâm nguyên không lâu sau khi lâm nguyên rời khỏi thất tinh động phương thanh liền thuận lợi lĩnh ngộ được con đường tiến hóa bên trong tượng đá thành công vượt qua khảo nghiệm trên thực tế mỗi kỳ khảo nghiệm thất tinh động đều có không ít khảo nghiệm giả ngân văn vượt qua tất nhiên so với số lượng khổng lồ hơn một triệu khảo nghiệm giả ngân văn tỷ lệ ngân văn cuối cùng vượt qua khảo nghiệm tự nhiên vô cùng thấp phương thanh tuy là khảo nghiệm giả ngân văn nhưng là truyền nhân của một vị cường giả lục giai đã ngã xuống các mặt tuy không thể nói là tiếp cận kim văn nhưng ít nhất cũng phải mạnh hơn đại đa số ngân văn thêm vào đó có một vị trí tuệ sinh mệnh ở phía sau bày mưu tính kế vượt qua khảo nghiệm thất tinh động cũng không phải là chuyện gì quá khó tin chúc mừng lâm nguyên gật đầu nói còn mấy ngày nữa khảo nghiệm thất tinh động sẽ kết thúc đến lúc đó tôi sẽ cùng những tiến hóa giả khác vượt qua khảo nghiệm bái kiến các vị phong chủ của xích cung nhất mạch chỉ cần có thể được vị phong chủ nào đó thu nhận phương thanh không nhịn được mà mơ mộng các vị phong chủ của xích cung nhất mạch chiến lược đều vượt xa những người cung cấp chưa kể đến ba vị phong chủ trong số đó lại là tồn tại vượt qua lục giai ngay cả sư phụ của hắn lúc còn sống cũng kém xa các vị phong chủ của xích cung nhất mạch các vị phong chủ lâm nguyên rơi vào trầm tư trong chốc lát hiện tại hắn hẳn là cũng coi như là một trong những phong chủ của xích cung nhất mạch nghĩ đến đây ánh mắt lâm nguyên nhìn phương thanh liền có chút kỳ quái. E rằng Phương Thanh nằm mơ cũng không ngờ được, vị xích côn phong chủ mà hắn kính sợ và ngưỡng mộ, lại đang ở ngay trước mặt hắn. 12 vị phong chủ của xích côn nhất mạch cao cao tại thượng, quan sát toàn bộ tinh vực xích côn. Thậm chí ở các tinh vực lân cận, xích côn nhất mạch cũng cực kỳ cường thế, thực lực của xích côn tinh chủ, so với các tinh chủ khác, cũng thuộc hàng cực mạnh. Chỉ cần Phương Thanh có thể bái nhập môn hạ của một vị phong chủ nào đó, ít nhất có thể ngang nhiên hoành hành trong tinh vực xích côn. Điều Phương Thanh không biết, hiện tại số lượng phong chủ của xích côn nhất mạch không còn là 12, mà là 13. Chỉ là việc Lâm Nguyên trở thành đệ tử thứ 13 của xích côn tinh chủ vẫn chưa được công khai, hiện tại chỉ có tinh chủ và 12 vị phong chủ biết. Lâm Nguyên ước tính, trước khi đạt đến lục giai, cho dù có công khai, thì cũng sẽ không công khai với danh tính, Lâm Nguyên. Phải rồi. Lâm Đại ca, cuộc khảo nghiệm của huynh tiến hành đến đâu rồi, Phương Thanh tò mò hỏi. Lúc nãy, hắn chỉ lo lắng bày tỏ sự phấn khích của mình, mà quên mất việc hỏi thăm tiến độ khảo nghiệm của Lâm Nguyên. Tôi à, không vượt qua. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Với thân phận phong chủ thứ 13 gia nhập xích côn nhất mạch, giai đoạn đầu hắn nhất định không thể, nhận, Phương Thanh. Không phải Lâm Nguyên không tin tưởng Phương Thanh. Ừm, thật ra Lâm Nguyên cũng không tin tưởng Phương Thanh lắm đây không phải là nghi ngờ Phương Thanh sẽ phản bội mình, mà là có một số thông tin, không phải ngươi không muốn nói, thì người ngoài sẽ không biết. Một tiếng hóa giả lục giai thuộc loại ảo cảnh linh hồn, chỉ cần nhìn ngươi một cái, liền có thể đọc được đại khái ký ức. Vì vậy, phải thận trọng. Ngay cả sức công tinh chủ cũng đã nhiều lần dặn dò chuyện này, Lâm Nguyên đương nhiên biết nên làm như thế nào. Không chỉ sẽ không nói cho Phương Thanh, ngay cả cha mẹ hắn cũng sẽ không tiết lộ nửa lời. Chỉ là, Lâm Nguyên chỉ che giấu thân phận này mà thôi, những đại ngộ của phong chủ, hắn đều có thể hưởng thụ. Nhiều con đường tiến hóa mà xích côn nhất mạch thu thập. Những con đường tiến hóa này, thành viên của xích côn nhất mạch muốn xem, đều phải trả giá. Nhưng là phong chủ, có thể tùy ý xem. Lục dai, ánh mắt Lâm Nguyên bình tĩnh, nếu như là trước khi tham gia khảo nghiệm thất tinh động, Lâm Nguyên sẽ hoài nghi về việc bước vào lục dai. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyên gần như khẳng định mình có thể bước vào lục giai. Hơn 100 con đường tiến hóa lục giai, 16 loại con đường tiến hóa siêu việt lục giai, cùng với con đường tiến hóa, huyền hoàng, vạn năm qua chưa từng có người khảo nghiệm lĩnh ngộ được, những thứ này đối với Lâm Nguyên quá có ích. Phương Thanh trò chuyện với Lâm Nguyên vài câu, liền đứng dậy rời đi. Trên đường trở về trang viên của mình, Phương Thanh lộ vẻ nghi hoặc. Làm sao Lâm Đại ca lại không thể vượt qua khảo nghiệm? Thật ra, Phương Thanh thà tin mình không vượt qua khảo nghiệm, còn cảm thấy Lâm Nguyên nhất định có thể vượt qua. Dù sao, sau những ngày tiếp xúc và so tài, Phương Thanh cảm thấy cho dù mình có cố gắng tu luyện thêm 100 năm, cũng chưa chắc đuổi kịp Lâm Nguyên hiện tại. Thiên tài như thế, cho dù đặt trong toàn bộ tinh vực xích côn, cũng đủ rực rỡ, làm sao có thể không vượt qua được khảo nghiệm thất tinh động, quả thật có chút kỳ quái. Giọng nói của lão già râu trắng vang lên nhưng cũng không phải là không có khả năng lão già râu trắng nghiêm túc phân tích trong lịch sử khảo nghiệm thất tinh động ngoài những thiên tài xích văn cùng với một số ít người tham gia khảo nghiệm đặc thù ngay cả kim văn cũng có trường hợp bị loại đương nhiên khả năng người khảo nghiệm kim văn bị loại giữa chừng là cực thấp nhưng không phải là không có nếu như vận khí quá kém chết ở mấy tinh động đầu tiên đương nhiên sẽ bị loại còn có một khả năng khác Lão già râu trắng tiếp tục nói, đó là lâm nguyên này, cố ý không vượt qua khảo nghiệm thất tinh động. Cố ý không vượt qua khảo nghiệm, Phương Thanh trừng to mắt. Chuyện tốt như vậy mà có người không muốn, Phương tiểu tử. Lão già râu trắng liếc nhìn Phương Thanh, bái nhập môn hạ phong chủ của xích côn nhất mạch, có lợi ích, tự nhiên cũng có hại. Có được sự che chở của phong chủ, đồng thời phải ra sức vì xích côn nhất mạch, nghe theo mệnh lệnh của phong chủ, thậm chí còn có khả năng phải đi đến chiến trường dị tộc, lão già râu trắng nói. Nói chung, xích côn tinh chủ quanh năm bế quan, không quản việc vặt, toàn bộ xích côn nhất mạch, cơ bản đều là phục vụ cho 12 vị phong chủ. Trang viên trung đại lục Phòng tập dưới lòng đất của tòa nhà chính Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ con đường tiến hóa, huyền hoàng. Con đường tiến hóa này, quá mức thâm ảo, quá mức bao la, Lâm Nguyên lĩnh ngộ gần 10 ngày, cũng chỉ lĩnh ngộ được một phần trăm của nhất giai thiên. Vượt xa tất cả các con đường tiến hóa mà Lâm Nguyên từng tiếp xúc. Huyền hoàng, toàn bộ tâm thần Lâm Nguyên chìm vào trong đó. Mơ mơ màng màng, Lâm Nguyên đến một vùng đất rộng lớn vô biên vô hạn. Khí tức dày đặc, cổ xưa, hoang vu ập vào mặt. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ con đường tiến hóa, huyền hoàng. Sự lĩnh ngộ đối với con đường tiến hóa này không ngừng tăng lên. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ con đường tiến hóa huyền hoàng sự lĩnh ngộ đối với con đường tiến hóa này không ngừng tăng lên ngộ tính của ngươi nghịch thiên lĩnh ngộ con đường tiến hóa huyền hoàng sự lĩnh ngộ đối với con đường tiến hóa này không ngừng tăng lên lâm nguyên càng lĩnh ngộ càng rung động dưới ngộ tính nghịch thiên vô số bản chất không ngừng được phân tích rốt cuộc là tồn tại như thế nào mới có thể sáng tạo ra con đường tiến hóa này con đường tiến hóa võ đạo của ta thái cực đạo của ta có một ngày có thể đạt đến trình độ này hay không, Lâm Nguyên cảm ngộ con đường tiến hóa, huyền hoàng. Hai ngày sau, Lâm Nguyên ngừng lĩnh ngộ. Vẫn chưa đến 2%, Lâm Nguyên đại khái cảm nhận tiến độ lĩnh ngộ. Hai phần trăm ở đây, không phải là hai phần trăm của toàn bộ con đường tiến hóa, huyền hoàng. Mà là hai phần trăm của nhất giai thiên của con đường tiến hóa, huyền hoàng. Không sao, từ từ sẽ đến lúc, hiện tại thứ ta nhiều nhất chính là thời gian. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Tiến hóa giả tứ giai có thể sống 6.000 năm, tiến hóa giả lục giai có thể sống 2 vạn năm đến 5 vạn năm. Lâm Nguyên bây giờ còn trẻ, mới 20 tuổi, trước thọ mệnh dài như vậy, ngay cả ấu nhi cũng không tính là. Hơn nữa, thời gian của Lâm Nguyên còn xa hơn con số bề ngoài. Thời gian xuyên qua vạn giới chi môn, thời gian trôi qua ở dị giới đều không được tính. Tứ giai thập nhất đoạn, mấy ngày sau, Lâm Nguyên lần nữa mở mắt, khí tức trên người lại tăng thêm một đoạn. Thực lực đột phá, cũng không nằm ngoài dự đoán của Lâm Nguyên, dưới tiền đề lĩnh ngộ nhiều con đường tiến hóa như vậy, nếu như còn không thể đột phá, còn không bằng đập đầu chết quách cho xong. Hít vào. Thở ra. Sau khi đột phá, cảnh giới Lâm Nguyên tăng lên, thân thể tự nhiên bắt đầu nuốt chửng năng lượng trong không khí, chậm rãi lột xác. Tính toán thời gian, thêm một tháng nữa, đội hộ vệ hẳn là sẽ đến. Lâm Nguyên không vội vàng mua sắm kỳ trân dị bảo vũ trụ, thúc đẩy thân thể lột xác. Là đệ tử của xích cung tinh chủ, phong chủ thứ 13 của xích cung nhất mạch, Lâm Nguyên có quyền hạng sinh, xích linh dịch. Lần này đội hộ vệ xuất phát từ chủ tinh xích côn, Lâm Nguyên đã sớm xin một hồ lô xích linh dịch để đội hộ vệ thuận tiện mang đến. Một hai tháng sau, bên ngoài thương lan tinh, một chiếc phi thuyền vũ trụ màu đen dừng lại. Cuối cùng cũng đến nơi. Trong buồng lái phi thuyền có 13 bóng người ngồi. 13 bóng người này khí tức thâm sâu, đặc biệt là người đứng đầu, chỉ cần ngồi ở đó, bốn phương tám hướng liền mơ hồ ngưng tụ. Lần này chúng ta đến đây là vì bảo vệ thập tam phong chủ. Nếu như thập tam phong chủ xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không cần tiếp tục tồn tại nữa, hiểu chưa? người đứng đầu là một người đàn ông trung niên đầu trọc, nhìn về phía thương lang tinh xa xa, chậm rãi nói. Hiểu. 12 bóng người phía sau đồng thanh nói. Bọn họ đều được xích công tinh chủ cẩn thận lựa chọn, tuyệt đối trung thành, nếu không cũng không thể đảm nhiệm vị trí hộ vệ bên cạnh thập tam phong chủ. Trang viên trung đại lục. Lâm Nguyên vừa kết thúc tu luyện. Liền nhận được tin tức đội hộ vệ đến. Nữ thần trí tuệ, tôi có thuộc hạ muốn tiến vào thương lan tinh lâm nguyên kết nối với nữ thần trí tuệ trực tiếp nói những tinh cầu sinh mệnh trung đẳng như thương lan tinh nghiêm cấm tuyệt đối những sinh mệnh lục giai đặt chân đến cần biết rằng sinh mệnh lục giai còn được gọi là diệt tinh cấp những tồn tại như vậy nếu mang ý đồ xấu tiến vào bên trong hành tinh bùng nổ sức mạnh thì ngay cả hệ thống phòng thủ của hành tinh cũng không kịp phản ứng hậu quả trực tiếp chính là sinh linh đồ tháng vì vậy mỗi sinh mệnh lục giai trước khi đặt chân đến một hành tinh đều cần báo cáo nếu không một khi bị phát hiện sẽ bị truy nã cấp tinh vực sau khi trải qua tầng tầng ủy quyền của nữ thần trí tuệ đội hộ vệ của lâm nguyên cuối cùng cũng vượt qua trạm kiểm soát đến khu vườn bên ngoài tòa nhà chính phòng khách chính mười ba thành viên đội hộ vệ cung kính đứng trước mặt lâm nguyên phong chủ người đàn ông trung niên đầu trọc dẫn đầu cuối người hành lễ nói phong chủ 12 hộ vệ ngũ giai phía sau cũng đồng loạt cung kính hành lễ. Đứng lên đi. Lâm Nguyên tò mò đánh giá người đàn ông trung niên đầu trọc. Người này hẳn là đội trưởng hộ vệ, một tiếng hóa giả lục giai. Nói thật, đây là lần đầu tiên Lâm Nguyên tận mắt nhìn thấy sự tồn tại lục giai. Anh tên gì? Lâm Nguyên mở miệng hỏi. Phong chủ, tôi tên là Hầu Minh. Người đàn ông trung niên đầu trọc thấp giọng nói. Tiếp theo. Lâm Nguyên lần lượt hỏi tên của 12 hộ vệ còn lại. Từ nay về sau các anh chính là vệ sĩ của tòa nhà này. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không đừng để lộ thực lực. Lâm Nguyên trầm ngâm một hồi, phân phó nói. Với thân phận hiện tại của hắn, cho dù không công khai là đệ tử xích công tinh chủ, thì cũng là quán quân đại hội võ đạo, tiến hóa giả tứ giai. Thuê một vài vệ sĩ là chuyện rất bình thường. Tất nhiên, cũng chỉ giới hạn ở vệ sĩ bình thường. Nếu người khác biết vệ sĩ Lâm Nguyên thuê là ngũ giai, lục giai, cần biết rằng, hiện tại tiến hóa giả mạnh nhất Thương Lan Tinh cũng chỉ là ngũ giai, số lượng không quá 5 người. Mấy tiến hóa giả ngũ giai này cũng chỉ có nữ thần trí tuệ mới có thể hoàn toàn điều động. Về phần tiến hóa giả lục giai, Thương Lan Tinh chỉ là tinh cầu sinh mệnh trung đẳng, cũng không thu hút được tiến hóa giả cấp độ này. Đa số tiến hóa giả lục giai, đều thường trú tại các tinh cầu sinh mệnh cao đẳng, hoặc đơn giản là trên chủ tinh của tinh hệ, tinh vực. Còn nữa, sau này đừng gọi tôi là phong chủ, gọi tôi là lâm tiên sinh là được. Lâm Nguyên nói, mặc dù, xưng hô phong chủ, rất khó khiến người ta liên tưởng đến phong chủ của xích cung nhất mạch, chỉ cần thực lực của 13 vệ sĩ này không bị bại lộ, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Nhưng có một số việc, có thể không để lại dấu vết thì tốt nhất là đừng để lại. "Vâng, Lâm tiên sinh." Người đàn ông trung niên đầu trọc Hầu Minh lập tức nói. "Về sau tôi sẽ tọa trấn tại tòa nhà chính, những người khác thì tuần tra trong khu vườn." Hầu Minh hỏi. "Không thành vấn đề." Lâm Nguyên gật đầu. Vì Xích công tinh chủ để cho bọn họ làm đội hộ vệ của Lâm Nguyên, chắc chắn là rất tin tưởng, nên bảo vệ như thế nào, sắp xếp ra sao? Lâm Nguyên tận lực không nhúng tay vào. Đây là xích linh dịch mà Lâm Tiên Sinh yêu cầu. Người đàn ông trung niên đầu trọc Hầu Minh lấy ra một bình đựng hình bầu dục. Đây là lệnh bài bảo vệ mà Tinh Chủ bảo tôi giao cho Lâm Tiên Sinh. Thần sắc Hầu Minh trang trọng, lấy ra ba tấm lệnh bài màu đỏ. Tốt. Lâm Nguyên cất đi. Vậy chúng tôi xin phép ra ngoài trước người đàn ông trung niên đầu trọc hầu minh lập tức dẫn 12 hộ vệ rời khỏi tòa nhà chính. Phòng tu luyện dưới lòng đất. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống. Trước mặt là bình đựng hình bầu dục chứa, xích linh dịch. Xích linh dịch, thần sắc Lâm Nguyên mong đợi. Tam sư huynh đánh giá rất cao loại linh dịch này, nhưng vì xích linh dịch là độc môn của xích cung nhất mạch, Lâm Nguyên cũng chưa từng thử qua hiệu quả. Thử một chút trước. Lâm Nguyên mở nắp bình, một giọt xích linh dịch bay lên giọt xích linh dịch này tỏa ra ánh sáng đỏ lâm nguyên chỉ cần nhìn chăm chú là có thể cảm nhận được năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong đến đây lâm nguyên tâm niệm khẽ động giọt xích linh dịch này liền bay vào miệng ầm linh dịch vừa vào cổ họng lập tức hóa thành năng lượng nóng rực bắt đầu được mỗi tế bào của lâm nguyên hấp thu mặc dù xích linh dịch lấy chữ xích đặt tên nhưng thuộc tính năng lượng ẩn chứa bên trong lại vô cùng ôn hòa, không giống như năng lượng hệ hỏa nóng rực, cuồng bạo. Không nói đến thái cực chi đạo do Lâm Nguyên sáng tạo, vốn bao gồm thái dương chi đạo, cho dù không bao gồm, cũng có thể dễ dàng hấp thu dọc xích linh dịch này. Lột xác hoàn thành rồi sao, một lát sau, Lâm Nguyên mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Bình xích linh dịch này, đủ cho ta dùng đến lục giai. Lâm Nguyên nhìn bình đựng hình bầu dục trước mặt, trịnh trọng cất đi ba tấm lệnh bài bảo vệ lâm nguyên lấy ra ba tấm lệnh bài đỏ rực cẩn thận quan sát ba tấm lệnh bài bảo vệ này hoàn toàn là độc nhất vô nhị của lâm nguyên mười hai đệ tử trước kia thậm chí là vạn năm trước tiểu đệ tử lĩnh ngộ được con đường tiến hóa huyền hoàng giống như lâm nguyên cũng chưa từng có ba tấm lệnh bài mặc dù đều là lệnh bài bảo vệ nhưng lại có ba tác dụng lâm nguyên thăm dò tâm thần vào trong lệnh bài thầm nghĩ trong lòng tấm lệnh bài thứ nhất thuộc loại lệnh bài dịch chuyển. Một khi Lâm Nguyên gặp phải công kích không thể chống đỡ. Tấm lệnh bài này sẽ tự động kích hoạt, cưỡng ép xé rách không gian, truyền tống ngẫu nhiên. Tấm lệnh bài thứ hai là lệnh bài công kích. Do Lâm Nguyên chủ động kích hoạt. Chỉ cần bóp nát, sẽ hình thành một kích cực kỳ khủng bố, tiến hóa giả lục giai cơ bản không đỡ nổi. Tiến hóa giả vượt qua lục giai, cũng phải cẩn thận đối phó, sơ sẩy một chút là bị thương nặng. Về phần tấm lệnh bài thứ ba là lệnh bài phòng ngự. Có thể hình thành một lớp phòng ngự xung quanh Lâm Nguyên. Ngăn cản mọi công kích, bao gồm công kích tinh thần lẫn công kích vật lý. Tấm lệnh bài này cũng là quan trọng nhất, vì chỉ cần được kích hoạt, xích công tinh chủ sẽ lập tức biết và sẽ đến với tốc độ nhanh nhất. Sư phụ thật chu đáo, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Đội hộ vệ là tiến hóa giả lục giai, cùng với ba tấm lệnh bài bảo vệ này cho dù lâm nguyên muốn chết cũng khó tất nhiên loại thủ đoạn bảo vệ này tốt nhất là không sử dụng hiện tại thân phận đối ngoại của lâm nguyên chỉ là quán quân đại hội võ đạo hoàn toàn không đáng để dị tộc tốn quá nhiều công sức nhiều nhất cũng chỉ là phái người âm thầm gây ảnh hưởng giống như diêu thanh thanh trước đó thời gian trôi qua lại một tháng nữa trôi qua phòng tu luyện dưới lòng đất lâm nguyên khoanh chân ngồi xuống ký tức trên người hắn lại bắt đầu dâng lên tứ giai thập nhị đoạn lâm nguyên mở mắt trên mặt hiện lên nụ cười nhờ vào khảo nghiệm của thất tinh động lâm nguyên ở tứ giai thập nhất đoạn gần như không mất quá nhiều thời gian chỉ chưa đầy hai tháng liền thuận lợi bước vào tứ giai thập nhị đoạn tứ giai thập nhị đoạn thuộc về cảnh giới tứ giai đỉnh phong đã đi đến tận cùng của giai đoạn này tiếp theo chính là ngủ dai rồi thần sắc lâm nguyên hơi nghiêm trọng mặc dù trong lòng đã sớm có nắm chắc nhưng muốn thật sự đột phá ngũ dai vẫn không phải là chuyện dễ dàng cho dù là những tiến hóa giả có con đường tiến hóa hoàn chỉnh khi đột phá đại cảnh giới cũng sẽ tồn tại đủ loại rủi ro ví dụ như thất bại ví dụ như tẩu hỏa nhập ma ví dụ như bạo thể mà vong huống chi lâm nguyên đang khai sáng con đường phía trước cho dù có thiên phú nghịch thiên bảo vệ chắc chắn không thể nào thuận buồm xuôi gió Thực ra biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng vạn giới chi môn xuyên việt, ở dị giới đi hết tiến độ ngũ giai, xác nhận không có vấn đề gì, bản tôn ở chủ thế giới mới tiếp tục. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chức năng xuyên việt ý thức của vạn giới chi môn chủ yếu có 3 tác dụng. Một là cảm nhận con đường tiến hóa và tinh túy tu luyện của thế giới khác. Hai là mượn tốc độ thời gian khác biệt, tăng tốc độ tu luyện. Ba là thử sai. Sự tiến hóa của sinh mệnh chưa bao giờ là cố định. Cho dù là con đường tiến hóa giống nhau, người khác nhau tu luyện, cũng có thể dẫn đến hiệu quả khác nhau. Nhưng chỉ cần đã đi qua một lần, lần sau đi tiếp, tự nhiên sẽ quen đường. Dùng vạn giới chi môn tiến hành xuyên việt ý thức, ở dị giới thăm dò hết những hiểm nguy của con đường tiến hóa phía trước. Đây chính là, thử sai. Thực tế, thế giới ảo cũng có chức năng, thử sai nhưng chắc chắn không bằng xuyên việc ý thức của vạn giới chi môn dù sao cái trước chỉ là hư ảo dù có mô phỏng chân thật đến đâu cũng là giả còn hơn nửa tháng nữa là có thể tiến hành xuyên việc lần thứ tư tâm thần lâm nguyên đi vào sâu trong thức hải nhìn về phía cánh cổng ánh sáng khổng lồ hùng vĩ kia lúc này khu vực ngoại vi của cánh cổng ánh sáng này cơ bản đã được lấp đầy chỉ còn khoảng một phần hai mươi vẫn đang chìm trong yên lặng cũng không biết thế giới xuyên việt lần thứ tư sẽ như thế nào trong lòng lâm nguyên hơi tò mò nhược điểm duy nhất của vạn giới chi môn chính là không thể tự chủ lựa chọn thế giới xuyên việt cho đến nay ba thế giới mà lâm nguyên đã xuyên việt đều là ngẫu nhiên mà không phải do lâm nguyên chủ động lựa chọn không đúng trong lòng lâm nguyên đột nhiên động có lẽ không phải là lâm nguyên không thể chủ động lựa chọn hoặc là bị hạn chế thế giới xuyên việt mà là hiện tại chức năng của vạn giới chi môn vẫn chưa được khai phá hoàn toàn việc thắp sáng vạn giới chi môn được chia làm ba tầng khu vực ngoại vi khu vực nội vi và khu vực trung tâm thắp sáng khu vực ngoại vi lâm nguyên có thể tiến hành xuyên việc ý thức thắp sáng khu vực nội vi lâm nguyên có thể lựa chọn xuyên việc thân xác còn về thắp sáng khu vực trung tâm lâm nguyên chỉ biết khu vực này liên quan đến khả năng mang vật phẩm dị giới về chủ thế giới về phần nhiều hơn thì không rõ lắm bởi vì căn bản chưa từng thắp sáng qua khu vực trung tâm sắc mặt lâm nguyên chìm vào trầm tư trong chốc lát thời gian để thắp sáng khu vực trung tâm tiêu tốn quá dài ước chừng cần đến trăm năm thậm chí là mấy trăm năm tuy nhiên có thể chờ đến sau này khi lâm nguyên rơi vào đại bình cảnh dù xuyên việc thế nào cũng không thể tiến thêm bước nữa lúc đó có thể thử chờ đợi trăm năm mấy trăm năm thắp sáng khu vực trung tâm xem thử hiệu quả có thể chủ động lựa chọn thế giới xuyên việt hoặc là theo yêu cầu của lâm nguyên khóa chặt thế giới phù hợp yêu cầu sau đó tiến hành xuyên việt đột phá tứ giai thập nhị đoạn lâm nguyên quyết định nghỉ ngơi một chút vừa định rời khỏi sân huấn luyện liền phát hiện có người liên lạc với mình tam sư huynh lâm nguyên quét mắt nhìn người liên lạc phát hiện là tam sư huynh cổ trạch đang gọi mình Sư. Ý thức Lâm Nguyên kết nối thế giới ảo, xuất hiện trong không gian cá nhân. Sau đó đồng ý cho Tam sư huynh tiến vào. Ông. Tam sư huynh Cổ Trạch mỉm cười nhìn Lâm Nguyên. Tiểu sư đệ. Cổ Trạch tâm tình không tệ, cười nói, gần đây tu luyện thế nào? Đội hộ vệ chắc đã đến rồi chứ, cũng tạm tạm. Đã đến được một thời gian. Lâm Nguyên khách sáo nói. Tiểu sư đệ đệ thật sự không định đến xích côn chủ tinh sao ta có thể tự mình đến đón đệ tam sư huynh cổ trạch hỏi ở chủ tinh có sư phụ tọa trấn an toàn hơn nhiều so với những nơi khác thực lực hiện tại của đệ còn yếu chờ đến lục giai rồi hãy đi có đội hộ vệ cùng lệnh bài bảo vệ sư phụ ban cho ở đâu cũng như nhau lâm nguyên lắc đầu nói trên thực tế đây chỉ là cái cớ của lâm nguyên xích côn chủ tinh là nơi phồn hoa nhất xích côn tinh vực. Nơi đó khắp nơi đều có tiếng hóa giả cường đại, những diệt tinh giả lục giai cũng không còn hiếm lạ. Đặc biệt là còn có cường giả như xích côn tinh chủ tọa trấn. Chỉ là, càng như vậy, Lâm Nguyên càng phải thận trọng. Dù sao hắn không thể đảm bảo, vạn giới chi môn sâu trong thức hải của mình, có thể thoát khỏi sự cảm ứng của xích côn tinh chủ. Thế giới ảo căn bản không thể mô phỏng vạn giới chi môn trong thức hải, nhưng ở hiện thực không thể đảm bảo xích công tinh chủ không hề phát hiện. Đương nhiên, Lâm Nguyên cũng biết, khả năng cao xích công tinh chủ cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của vạn giới chi môn. Nhưng vạn sự vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cũng đúng. Tam sư huynh cổ Trạch cũng không suy nghĩ nhiều. Ông ngược lại cảm thấy Lâm Nguyên suy nghĩ chu đáo, với địa vị của ông, nếu đột nhiên rời khỏi xích côn chủ tinh Chắc chắn sẽ bị kẻ có ý đồ chú ý, cho dù là âm thầm rời đi, cũng chưa chắc có thể giấu giếm tất cả mọi người. Nếu để thế lực khác biết được, ông cố ý đi một chuyến đến Thương Lan Tinh, rất có thể sẽ bại lộ thân phận thật sự của tiểu sư đệ. So với đội hộ vệ xích công tinh chủ âm thầm bồi dưỡng, Tam sư huynh cổ Trạch càng dễ bị chú ý hơn. Còn có một chuyện, Tam sư huynh cổ Trạch nói, chúng ta đã tuyên bố ra ngoài Xích công nhất mạch sẽ có phong chủ thứ 13 Về phần thân phận của đệ Chính là thiên tài sư phụ tình cờ phát hiện khi du lịch vũ trụ Sau đó mang về chủ tinh, bồi dưỡng vài năm mới công khai Tam sư Huynh nói Hiểu rồi Lâm Nguyên gật đầu Lời giải thích này hoàn toàn là để bảo vệ hắn Xác định thời gian vào vài năm trước Chính là để người khác đừng nghĩ đến lôi đài chiến lần này xích côn nhất mạch ta đã có thêm một vị phong chủ mới, tự nhiên sẽ tổ chức đại điển chúc mừng. Đến lúc đó, xích côn tinh vực cùng các tinh vực lân cận, đều sẽ có thế lực đến tham gia chúc mừng. Đương nhiên, tất cả đều được tiến hành trong thế giới ảo, đến lúc đó tiểu sư đệ nhớ xuất hiện tham gia. Tam sư huynh cổ trạch cười hiếp mắt nói, nói đến, đã lâu rồi không tổ chức đại điển nào ra hồn, đến lúc đó tiểu sư đệ có thể mở mang tầm mắt. Được. Lâm Nguyên nói dù sao là ở trong thế giới ảo, dung mạo hình thể đều có thể tùy ý thay đổi, người khác không thể nào biết được thân phận thật sự của hắn. Khi các vị phong chủ xích côn nhất mạch công khai, tin tức xích côn tinh chủ thu nhận một đệ tử mới, như cuồng phong, nhanh chóng truyền khắp xích côn tinh vực cùng các tinh vực lân cận. Xích côn tinh chủ vốn đã nổi tiếng, thực lực lại mạnh, không biết được bao nhiêu người chú ý xích côn tinh vực, tinh cầu sinh mệnh cao đẳng, quảng khúc tinh quản khúc gia là thế lực mạnh nhất của tinh cầu sinh mệnh cao đẳng, thậm chí cả tinh cầu đều được đặt tên theo họ, quản khúc gia không chỉ có một diệt tinh giả tọa trấn. Xích công tinh chủ thu nhận một đệ tử mới, phong chủ thứ 13 của xích công nhất mạch, gia chủ quản khúc gia, quản khúc hàng, nhìn tình báo trước mặt, chìm vào trầm tư. Hắn nhớ vạn năm trước, phụ thân hắn, lúc đó là một diệt tinh giả danh chấn các tinh vực lân cận, trả giá rất nhiều, dẫn theo hắn lúc đó còn nhỏ tuổi và bộc lộ thiên phú khủng bố đến xích công chủ tinh muốn thỉnh cầu xích công tinh chủ thu nhận hắn làm đệ tử kết quả ngay cả mặt xích công tinh chủ cũng chưa gặp được đã bị đuổi ra ngoài chuyện này đã tạo thành bóng ma tâm lý rất lớn đối với quản khúc Hàng, trước đó thiên phú của quản khúc Hàng cực kỳ xuất sắc được ca tụng là thiên tài tuyệt thế 10 vạn năm mới có một của quản khúc tinh đại điển chúc mừng Quản Khúc Hà nhìn thoáng qua thời gian đại điển chúc mừng của xích cung nhất mạch. Có ý định tự mình tham gia. Một là muốn xem thử, có thể lọt vào mắt xanh của xích cung tinh chủ, vị phong chủ thứ 13 kia rốt cuộc là người như thế nào. Hai là xích cung nhất mạch là thế lực mạnh nhất xích cung tinh vực, tổ chức đại điển chúc mừng, Quảng Khúc gia hắn tự nhiên phải đến góp vui. Trần Hy chủ tinh Thế lực mạnh nhất Trần Hy hội Xích Công tinh chủ thu nhận đệ tử mới, hội trưởng trần hy hội tay phải gõ nhẹ lên bàn trước mặt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc ta vốn tưởng rằng tinh chủ sẽ không còn ý định thu nhận đệ tử nữa hội trưởng trần hy hội thầm nghĩ trong lòng cũng được lần đại điển chúc mừng này sẽ đi một chuyến vừa lúc có thể ôn chuyện cùng vài lão bằng hữu trong lòng hội trưởng trần hy hội đã có tính toán hơn nữa xích côn nhất mạch xuất hiện một phong chủ mới rất có thể sẽ thay đổi cục diện hiện tại của xích cung tinh vực. Hắn muốn biết, vị phong chủ thứ 13 này rốt cuộc là người như thế nào, để sau này còn có tính toán. Giao quan tinh vực Trên một chủ tinh phồn hoa Ân, lão già xích Công kia thu nhận đệ tử mới, một tồn tại thần bí nảy sinh hứng thú, hắn không sợ đệ tử mình lại bị dị tộc ám sát sao, nói đến đây, tồn tại thần bí này dường như ý thức được điều gì, cũng đúng, đã dám công khai, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không lặp lại bi kịch vạn năm trước. Sự xuất hiện của phong chủ thứ 13 xích cung nhất mạch, phạm vi ảnh hưởng không ngừng khuếch tán. Từng vị tiến hóa giả cường đại, từng thế lực to lớn, nhao nhao tham gia đại điển chúc mừng của xích cung nhất mạch. Dù sao phạm vi tổ chức đại điển là ở thế giới ảo, cho dù cách xa nhau đến đâu, chỉ cần bỏ tiền dịch chuyển là được. Nếu là tổ chức ở hiện thực, nhiều tiến hóa giả nhiều thế lực cho dù muốn tham gia, điều kiện cũng chưa chắc cho phép. Các người có biết, vị đệ tử xích công tinh chủ mới thu nhận, có lai lịch gì không? Đúng vậy, rốt cuộc có lai lịch gì? Với địa vị của tinh chủ lão nhân gia, theo lý mà nói sẽ không thu nhận đệ tử nữa chứ. Nghe nói là khi tinh chủ du lịch vũ trụ, từ một tinh cầu mang hoang nào đó phát hiện ra thiên tài. Chật chật, có thể được tinh chủ xưng là thiên tài, Thiên phú của hắn phải nghịch thiên đến mức nào, chẳng lẽ là mấy loại thể chất huyết mạch trong truyền thuyết của nhân tộc chúng ta, vô số tiến hóa giả nghị luận, không ngừng thảo luận về vị tiểu sư đệ mới của Tinh chủ. Không có cách nào, chuyện này quá hiếm thấy, có thể coi là đại sự vạn năm khó gặp. Thế giới ảo, Xích Côn chủ Tinh. Chủ phong thứ 13, đại điện cao nhất. Lâm Nguyên cùng 12 vị sư huynh ngồi trên ghế. Phía dưới đại điện là vô số bóng người chen chúc nhau, đều là tiếng hóa giả đến từ khắp nơi trong vũ trụ, đến chúc mừng Lâm Nguyên. Tiểu sư đệ, người nọ đến từ công trị gia, thực lực không yếu, năm đó từng giao thủ với ta. Tiểu sư đệ, người ngồi hàng thứ tư không phải nhân tộc, hắn là dị tộc đầu nhập vào nhân tộc chúng ta, đã quy thuận triệu năm, hiện tại cũng coi như là người mình rồi, tiểu sư đệ, từ sáng đến giờ. Mấy vị sư huynh thỉnh thoảng lại giới thiệu cho Lâm Nguyên, xích cung tinh vực quá lớn, có hơn triệu tinh cầu sinh mệnh, với số lượng lớn như vậy, số tiến hóa giả đến chúc mừng có thể nghĩ. Nếu không phải mấy vị sư huynh đã đặt ra một loạt điều kiện tiên quyết để tham gia đại điển chúc mừng, người xuất hiện hiện tại e rằng còn nhiều hơn 10 lần trăm lần. Lâm Nguyên thì ở bên cạnh không ngừng gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của các vị sư huynh. Xích cung nhất mạch vô cùng đoàn kết, 12 vị sư huynh rất rõ ràng, chỉ cần Lâm Nguyên không chết yểu, thời gian vô cùng dài đằng đẳng sau này bọn họ đều sẽ là sư huynh đệ trong liên minh nhân loại vũ trụ quan hệ sư huynh đệ có lẽ còn hơn cả ruột thịt dù sao ruột thịt có thể sẽ già chết nhưng sư huynh đệ thường đều là tồn tại cùng cấp bậc thọ nguyên tương đương có thể bầu bạn rất lâu hiện tại lâm nguyên còn yếu nhưng tin tưởng không lâu sau nhất định sẽ đuổi kịp bọn họ thậm chí là vượt qua bọn họ phía dưới đại điện một góc nào đó Phương Thanh cùng mấy vị tiến hóa giả vừa gia nhập xích côn nhất mạch ngồi chung bàn. Đó là phong chủ thứ 13 sao, bên cạnh Phương Thanh, một nữ tự yếu đuối tò mò nói. Trông còn khá trẻ, không biết tôi có thể bái nhập môn hạ của hắn hay không? Nữ tự yếu đuối này nhỏ giọng nói. Lời vừa ra khỏi miệng. Ánh mắt mấy người khác lập tức sáng lên. Phong chủ thứ 13 tuy thực lực yếu nhất, căng cơ mỏng nhất, nhưng so với đệ tử môn hạ đông đảo của 12 vị phong chủ phía trước, Bái Nhập môn hạ phong chủ thứ 13 ngược lại càng dễ nổi bật, bởi vì cạnh tranh không lớn. Hơn nữa theo phong chủ thứ 13 từ khi còn yếu, sau này khi cường đại, bọn họ chính là nguyên lão. Đến lúc đó, sẽ là căn cơ để lại cho hậu bối. Phong chủ thứ 13 Phương Thanh quét mắt nhìn xung quanh, nhìn đại điển vô cùng náo nhiệt, trong lòng lại có chút mất mát. Nếu Lâm Đại ca cũng thông qua khảo nghiệm, hiện tại chúng ta đã có thể ngồi cùng nhau uống rượu. Phương Thanh có chút hoài niệm Lâm Nguyên, bỗng nhiên uống cạn ly rượu ngon trước mặt. Được rồi. Ngay lúc này, đại sư huynh trên đại điện đứng dậy, đi đến trước cửa đại điện, nhìn về phía vô số tiếng hóa giả đến chúc mừng phía dưới. Hiện tại, chúng ta hãy cùng chúc mừng tiểu sư đệ, chúc mừng phong chủ thứ 13. Giọng nói của đại sư huynh truyền đến tai tất cả mọi người. Lập tức, vô số người đều đứng dậy, giơ ly rượu trên tay, nhìn về phía Lâm Nguyên đang ngồi trên ghế đại điện. Trong số họ, có người là gia chủ thế lực đến từ Tinh Cầu Sinh Mệnh cao đẳng, cũng có người là cường giả, còn có người là người thừa kế của tập đoàn tài chính khổng lồ, nhưng lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Lâm Nguyên. Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ từ nay về sau, xích cung tinh vực sẽ có thêm một vị cường giả cao cấp. Vì phong chủ thứ 13, chúc mừng, vì phong chủ thứ 13, chúc mừng, vì phong chủ thứ 13, chúc mừng. Vô số tiếng hô vang lên, chấn động màn nghĩ. Biên giới lãnh địa nhân loại. Nơi đây là một vùng tinh không tĩnh mịch. Trong vòng bán kính mấy chục năm ánh sáng, không tồn tại bất kỳ hành tinh tài nguyên hay hành tinh có sự sống nào. Ngay lúc này, ba luồng ý thức khổng lồ xuyên qua tinh không giáng lâm đến đây đều đến đông đủ rồi chứ bây giờ hãy bàn chuyện chính sự ba luồng ý thức khổng lồ nhanh chóng giao lưu nhanh chóng hoàn thành việc trao đổi thông tin ba luồng ý thức khổng lồ này đến từ những tộc quần khác nhau phụ trách tổng hợp tình báo bên trong nhân loại không còn cách nào khác áp lực mà nhân loại mang đến cho các tộc quần xung quanh thật sự quá lớn ngay cả trùng tộc từng được xưng là bất khả chiến bại cũng buộc phải liên minh với các tộc quần khác, cùng chung tay chống lại nhân loại. Đúng rồi. Lùng ý thức khổng lồ lên tiếng trước, gần đây, Xích Công tinh chủ đã thu nhận một đệ tử, cần phải chú ý một chút. Xích Công tinh chủ cực kỳ am hiểu việc dạy dỗ đệ tử, 12 đệ tử mà ông ta thu nhận, có đến 3 người đã vượt qua lục giai, tỷ lệ cao đến đáng sợ. Kể từ khi tiểu đệ tử bị ám sát vạn năm trước, xích côn tinh chủ đã nản lòng thoái chí, không còn thu nhận thêm đệ tử nữa. Lần này lại phá lệ thu nhận đệ tử, hiển nhiên là kỳ vọng rất cao. Ta cũng nghe nói chuyện này, tiểu đệ tử kia, tiềm lực và tư chất hẳn là đều rất tốt, nếu không sẽ không thể thu hút xích côn thu đồ. Bây giờ phải làm sao? Liệt người này vào danh sách ám sát, luồng ý thức khổng lồ thứ hai lên tiếng. Thay vì chờ đợi tiểu đệ tử này trưởng thành, chi bằng bóp chết mầm mống ngay từ trong trứng nước. Liệt vào danh sách ám sát. Cho dù có liệt vào thì có thể làm gì? Các ngươi biết thân phận của đối phương sao, luồng ý thức khổng lồ thứ ba lên tiếng. Lời này vừa ra. Hai luồng ý thức khổng lồ còn lại liền im lặng. Quả thực. Cho đến tận bây giờ, đối với tiểu đệ tử mới được xích công tinh chủ thu nhận kia, bọn họ hiểu biết ít đến đáng thương. Bên ngoài, xích công nhất mạch nói rằng, vị tiểu đệ tử này là do xích cung du lịch vũ trụ, phát hiện trên một hành tinh nào đó, sau đó mang về bồi dưỡng mấy năm, cuối cùng mới công khai. Ta cảm thấy khả năng này không lớn. Cách đây không lâu, xích cung tinh chủ mở ra khảo nghiệm thất tinh động, sau đó liền tuyên bố thu nhận tiểu đệ tử. Hai việc này, thời gian quá mức trùng hợp. Tốc độ suy nghĩ của ba luồng ý thức khổng lồ nhanh đến mức nào, rất nhanh đã liên hệ vị tân đệ tử này với lôi đài chiến gần đây. Khảo nghiệm thất tinh động, theo ta được biết, khảo nghiệm thất tinh động mà xích công tinh chủ mở ra lần này, những người tham gia khảo nghiệm đến từ 12 vạn tinh cầu sinh mệnh của thần hy tinh hệ. Hơn 120 vạn người tham gia khảo nghiệm đã tiến vào thế giới thất tinh động. Chẳng lẽ các ngươi muốn 120 vạn tiến hóa giả này, đều liệt vào danh sách ám sát, luồng ý thức khổng lồ thứ hai nói. Cái gì gọi là ám sát, ám sát một hai người, đó gọi là ám sát. Ám sát một hai trăm vạn người, đó gọi là đồ sát. Nếu dị tộc có thực lực như vậy, còn liên minh làm gì? Trực tiếp sang bằng nền văn minh nhân loại là được rồi. Quả thực hai luồng ý thức khổng lồ khác cũng cảm thấy khó xử. Thậm chí tiểu đệ tử kia đến từ khảo nghiệm thất tinh động, cũng chỉ là suy đoán của bọn họ, cho dù suy đoán này là thật, cũng không có cách nào tiến hành bước tiếp theo. Phạm vi thực sự quá lớn. Đương nhiên, với thực lực của dị tộc, nếu thật sự bất chấp tất cả, Đừng nói là 120 vạn tiếng hóa giả, cho dù là toàn bộ thần hy tinh hệ cũng có thể trực tiếp xóa sổ. Nhưng sau đó sẽ phải trả giá lớn hơn, khó chấp nhận hơn. Thôi, xem tình hình tiếp theo đi. Ba luồng ý thức khổng lồ thảo luận hồi lâu, quyết định tạm thời án binh bất động. Vạn năm trước, tiểu đệ tử của xích Công tinh chủ chính là tự mình chủ động bại lộ thân phận. Bây giờ vị tiểu đệ tử này nếu trong thời gian tới tiết lộ tin tức gì đó, bọn họ hành động cũng không muộn. Cho dù không tiết lộ tin tức gì, dù sao cũng chỉ là thêm một tồn tại vượt qua lục giai. Đối với cục diện chiến tranh giữa nhân loại và dị tộc xung quanh, ảnh hưởng không lớn. Thương Lan Tinh Trang viên Trung Đại Lục Hiện tại ta hẳn là đã bị dị tộc chú ý rồi chứ, Lâm Mi ngồi trong sân huấn luyện dưới lòng đất, thầm nghĩ đại điển chúc mừng mà xích côn nhất mạch tổ chức quá mức náo nhiệt. Vô số tiếng hóa giả, các đại thế lực đều đang chú ý, những dị tộc kia chắc chắn cũng đã chú ý. Đương nhiên, cho dù xích côn nhất mạch không tổ chức đại điển chúc mừng, cũng chưa chắc đã có thể tránh được sự dò xét của dị tộc. Nếu thật sự lén lút, ngược lại sẽ khiến dị tộc càng thêm coi trọng. Đã như vậy, chi bằng đường đường chính chính bộc lộ ra ngoài, dù sao dị tộc cũng không biết thân phận thực sự của Lâm Nguyên. Lâm Nguyên dự đoán, Dị tộc nhiều nhất chỉ liên tưởng đến, hắn có liên quan đến khảo nghiệm thất tinh động mà xích công tinh chủ mở ra. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, hơn 120 vạn người tham gia khảo nghiệm thất tinh động, phạm vi quá lớn, căn bản không thể điều tra ra. Cho dù lui một vạn bước, điều tra ra lâm nguyên, thực hiện ám sát, dưới sự bảo vệ của hầu minh, tiến hóa giả lục giai cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Trừ phi dị tộc phái ra tồn tại vượt qua lục giai nhưng có ba tấm lệnh bài bảo vệ mà xích Công tinh chủ ban cho, tồn tại vượt qua lục giai cũng không thể giết được Lâm Nguyên. Lâm Nguyên cảm thấy, dị tộc hẳn là sẽ không phái ra tồn tại vượt qua lục giai để ám sát, cho dù biết được thân phận thực sự của hắn. Dù sao trong mắt người ngoài, cho dù hắn được xích Công tinh chủ thu làm đệ tử, giới hạn cuối cùng cũng chỉ giống như đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, trở thành tồn tại vượt qua lục giai. Hoàn toàn không đáng để hy sinh một sát thủ vượt qua lục giai. Ở trong lãnh thổ nhân loại, chỉ cần dị tộc dám ra tay ám sát, kẻ ám sát cơ bản là chạy không thoát. Tương đương với một đổi một. Tiếp tục tu luyện. Lâm Nguyên nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Bất kể lúc nào, điều quan trọng nhất vẫn là thực lực của bản thân. Không có thực lực, tất cả đều là lời nói suông, cho dù có tinh chủ che chở, cũng sẽ phải đối mặt với giới hạn thọ nguyên. Chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, không ngừng đột phá mới có thể tồn tại mãi mãi. Con đường tiến hóa huyền hoàng trải qua hai ba tháng lĩnh ngộ, tiến độ của con đường tiến hóa huyền hoàng nhất giai thiên lâm nguyên đã đạt đến một phần mười. Đây rốt cuộc là con đường tiến hóa gì? Ta có ngộ tính nghịch thiên, cũng lĩnh ngộ chậm như vậy. Những tiến hóa giả khác, cho dù vô cùng thích hợp tu luyện con đường này, muốn lĩnh ngộ hoàn toàn cũng là khó như lên trời. Trong lòng lâm nguyên dân lên nghi hoặc. Chẳng lẽ lĩnh ngộ con đường tiến hóa này? cần phải thông qua một phương thức đặc thù nào đó, hoặc là một loại thủ đoạn, vật phẩm phụ trợ nào đó, Lâm Nguyên Âm thầm suy nghĩ. Xích Công Tinh chủ cũng không giới thiệu chi tiết về con đường tiến hóa huyền hoàng cho hắn, nói là trước tiên bế quan một thời gian, chờ đến khi xuất quan rồi nói sau. Trước tiên ngừng lĩnh ngộ, tổng hợp lại con đường tiến hóa võ đạo. Lâm Nguyên thu liễm tâm tư, hiện tại hắn đã là tứ giai thập nhị đoạn cơ bản đã đi đến cuối con đường tứ giai, có đủ tự tin để chỉnh lý tứ giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo. ôm lại con đường đã đi qua đối với lâm nguyên mà nói, có sự giúp đỡ rất lớn. dưới sự cảm ngộ của ngộ tính nghịch thiên, mỗi thời mỗi khắc đều có linh cảm mới xuất hiện. nửa ngày sau, lâm nguyên lần nữa mở mắt, cũng không sai biệt lắm. lâm nguyên khẽ thở ra một hơi, tứ giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo cơ bản đã ra lò. Nữ thần trí tuệ Lâm Nguyên kết nối nữ thần trí tuệ, dự định tải lên, tứ giai thiên. Là đệ tử tinh chủ, thập tam phong chủ của xích cung nhất mạch, Lâm Nguyên cũng không từ bỏ việc tải lên con đường tiến hóa tiếp theo. Thứ nhất là bởi vì không chỉ có thu nhập điểm cống hiến, còn có thu nhập chia sẻ rất lớn, vô số công dân của liên minh nhân loại, mỗi người mua con đường tiến hóa võ đạo, lâm nguyên đều có thể chia sẻ ba phần trong số đó nguồn thu nhập này là nguồn thu nhập liên tục hơn nữa sẽ ngày càng nhiều theo sự nâng cao của con đường tiến hóa võ đạo thứ hai là theo việc lâm nguyên gia nhập xích cung nhất mạch tiếp xúc được ngày càng nhiều tin tức nhận ra rằng công khai phổ biến con đường tiến hóa do bản thân khai sáng dường như còn có ý nghĩa sâu xa hơn lấy con đường tiến hóa cổ thần làm ví dụ những cổ thần ở sâu trong tinh không đã ra đời từ thuở khai thiên lập địa sự tồn tại của bọn họ cao cao tại thượng không có ràng buộc tộc quần tự do tự tại cho dù như vậy những cổ thần này vẫn đang phổ biến con đường tiến hóa cổ thần mô phỏng chính mình giải thích mà chính phủ liên minh nhân loại đưa ra là người tu luyện con đường tiến hóa cổ thần tu luyện đến mức độ cao có lẽ sẽ trở thành vật dẫn để vị cổ thần kia giáng lâm nhưng vật dẫn dáng lâm yếu ớt như vậy, thật sự có ý nghĩa với, cổ thần, dù sao bất kể nói thế nào, ngay cả những, cổ thần, cũng đang nỗ lực phổ biến con đường tiến hóa của chính mình. Lâm Nguyên tiếp tục hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo, khiến phạm vi truyền bá của nó rộng hơn, không nói là có chỗ tốt, chắc chắn là không có chỗ xấu. Ông, khi Lâm Nguyên nhanh chóng tải lên nội dung, tứ giai thiên. Cách thương lan tinh không biết bao nhiêu năm ánh sáng, ở một không gian thần bí nào đó, từng màn hình ánh sáng khổng lồ nhanh chóng chớp động, lượng tính toán khổng lồ điên cuồng đánh giá, suy luận giá trị của con đường tiến hóa võ đạo tứ giai thiên, tứ giai thiên mà Lâm Nguyên tải lên chủ yếu được chia thành hai phần. Thứ nhất là trong thế giới thần binh, trăm món thần binh ẩn chứa bản chất quy tắc thế giới thể hiện cao hơn, thâm ảo hơn so với tam giai thiên. Thứ hai là trong thế giới thất tinh động, lĩnh ngộ hơn một trăm con đường tiến hóa cùng với con đường tiến hóa, huyền hoàng, mênh mông, tối nghĩa. Phát hiện tứ giai thiên liên quan đến quy tắc sâu hơn một bước, bắt đầu đánh giá lại tiềm lực của con đường tiến hóa võ đạo. Đánh giá hoàn tất, hiện tại, con đường tiến hóa võ đạo có 10 thành xác suất thăng cấp thành con đường tiến hóa ngũ giai, có 9 thành xác suất thăng cấp thành con đường tiến hóa lục giai, có 1 thành xác suất thăng cấp thành con đường tiến hóa thất giai con đường tiến hóa võ đạo tồn tại khả năng thăng cấp thành Thất giai, kích hoạt quy định điều thứ 13 của hiến chương. Kế hoạch liên quan được tạo ra, tất cả có liên quan tới công dân có số hiệu công dân là 123xxxxxx, cấp bảo mật được nâng lên, đồng thời mở ra thế giới ảo dành cho người sáng lập. Bắt đầu xác định giá trị của Tứ giai Thiên, 10 vạn điểm cống hiến, có cần tìm kiếm sự ủy quyền của công dân cấp cao nhất gần nhất hay không? Không cần. Sau khi tải lên con đường tiến hóa võ đạo tứ giai thiên, Lâm Nguyên liền bắt đầu suy nghĩ con đường ngũ giai tiếp theo. Theo tiêu chuẩn phân chia của nền văn minh nhân loại, tiến hóa giả ngũ giai đã có thể được coi là sinh mệnh mạnh nhất trên mặt đất, toàn lực nhất kích, đủ để khiến bản kiến tạo dưới lòng đất rạn nứt, từ đó dẫn đến rất nhiều thiên tai giáng xuống. Tiến hóa giả ngũ giai, trong thời gian ngắn, có thể hủy diệt tất cả sinh mệnh trên một tinh cầu sinh mệnh. Vì vậy, tiến hóa giả ngũ giai còn được gọi là lục trầm cấp. Tiến hóa giả mạnh nhất trên tinh cầu sinh mệnh trung đẳng, cơ bản đều dừng bước ở ngũ giai. Còn về lục giai, nếu như không có nguyên nhân đặc biệt, rất ít sinh mệnh lục giai sẽ ở lại lâu dài trên tinh cầu sinh mệnh trung đẳng. Công dân Lâm Nguyên kính mến, sau khi đánh giá cuối cùng, tứ giai thiên mà ngài tải lên, có giá trị 10 vạn điểm cống hiến. Ngay lúc này, giọng nói trang nghiêm, lạnh lùng của nữ thần trí tuệ vang lên mười vạn điểm cống hiến trên mặt lâm nguyên lộ ra nụ cười mặc dù nằm trong dự liệu nhưng nhận được đánh giá cao như vậy từ nữ thần trí tuệ vẫn khiến tâm trạng lâm nguyên vui vẻ mười vạn điểm cống hiến nói cách khác chỉ riêng giá trị của tứ giai thiên đã vượt qua giá trị của nhất giai thiên nhị giai thiên tam giai thiên mà lâm nguyên trực tiếp tải lên cộng lại mười vạn điểm cống hiến nếu đặt ở chiến trường biên giới nhân loại, không biết phải chém giết bao nhiêu dị tộc ngũ giai, lục giai mới có thể đổi lấy số điểm cống hiến khổng lồ như vậy. Để xem thông tin cập nhật của con đường tiến hóa võ đạo. Lâm Nguyên mở bản điều khiển mạng, xem một con đường tiến hóa võ đạo. Có một thành khả năng thăng cấp thành con đường tiến hóa thất giai, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động. Sau khi hấp thu tinh hoa của hơn 100 con đường tiến hóa lục giai, 16 con đường tiến hóa vượt qua lục giai, còn có một con đường tiến hóa huyền hoàng không biết sâu cạn nếu con đường tiến hóa võ đạo vẫn chưa có hy vọng thăng cấp thành con đường tiến hóa thất giai lâm nguyên thật sự không biết làm sao để thăng cấp thành thất giai không vội không vội lâm nguyên định thần mặc dù con đường tiến hóa võ đạo hiện tại khả năng thăng cấp thành thất giai chỉ có một thành nhưng đó là bởi vì con đường tiến hóa võ đạo hiện tại mới chỉ dừng bước ở tứ giai thiên chờ đến tương lai lâm nguyên khai sáng ra ngũ giai thiên lục giai thiên khả năng thăng cấp thành thất giai nhất định sẽ tăng lên rất nhiều đây cũng là kinh nghiệm mà lâm nguyên đúc kết ra sau khi tải lên nhất giai thiên nhị giai thiên tam giai thiên tứ giai thiên con đường tiến hóa võ đạo thời điểm nhị giai thiên ngay cả hy vọng thăng cấp thành con đường tiến hóa lục giai cũng rất mong manh nhưng hiện tại lại có chính thành nắm chắc thăng cấp thành lục giai bây giờ bản xếp hạng của con đường tiến hóa võ đạo trong lòng lâm nguyên khẽ động ngay từ khi tải lên Tam Giai Thiên, con đường tiến hóa võ đạo đã đứng đầu bảng xếp hạng con đường tiến hóa, trở thành đệ nhất. Nhưng, đệ nhất, ở đây, là đệ nhất của Thương Lan tiến hóa bản. Những thứ bị Lâm Nguyên vượt qua, đều là con đường tiến hóa được sinh ra từ Thương Lan Tinh. Còn về bên ngoài Thương Lan Tinh, thần hy tinh hệ, thậm chí là xích cung tinh vực, ít nhất là vào lúc Lâm Nguyên tải lên Tam Giai Thiên, vẫn chưa xếp hạng được ở tinh hệ tiến hóa bản, tinh vực tiến hóa bản. Về mặt này, Lâm Nguyên cũng không cảm thấy kỳ lạ. Khi tải lên tam giai thiên, tiềm lực cực hạn của con đường tiến hóa võ đạo, chính là con đường tiến hóa lục giai. Con đường tiến hóa lục giai, ở Thương Lan Tinh, tinh cầu sinh mệnh trung đẳng này, có lẽ là cực kỳ hiếm thấy, nhưng nếu đặt ở toàn bộ xích cung tinh vực, lại tương đối phổ biến. Dù sao, số lượng lục giai diệt tinh giả ở đó, đã là tiến hóa giả lục giai, thứ tu luyện khẳng định là con đường tiến hóa lục giai, thậm chí là con đường tiến hóa vượt qua lục giai. Con đường tiến hóa võ đạo, xích cung tinh vực tiến hóa bản, xếp hạng thứ 100. Lâm Nguyên nhìn thấy xếp hạng của con đường tiến hóa võ đạo, hơi có chút bất ngờ. Xích cung tinh vực tiến hóa bản, xếp hạng trong top 100 đều là con đường tiến hóa lục giai, top 50 trực tiếp là con đường tiến hóa thất giai. Con đường tiến hóa võ đạo tuy rằng cũng có khả năng vượt qua lục giai, nhưng dù sao vẫn chưa phải là con đường tiến hóa lục giai bản xếp hạng con đường tiến hóa trên tiến hóa bản là dựa theo nhiều phương diện để đánh giá trong đó có tiềm lực con đường tiến hóa võ đạo chỉ mới tứ giai đã có một thành khả năng thăng cấp thành thất giai về mặt tiềm lực hiển nhiên là vượt qua rất nhiều con đường tiến hóa lục giai lâu đời lâm miên thầm suy đoán sau khi xem xong xếp hạng mới nhất của con đường tiến hóa võ đạo lâm nguyên liền nhìn về phía quyền hạn chức năng mới xuất hiện sau khi tải lên tứ giai thiên mở ra quyền hạn thế giới ảo dành cho người sáng lập người sáng lập lâm nguyên nảy sinh hứng thú người sáng lập ở đây hẳn là chỉ những người sáng lập đang khai sáng ra các loại con đường tiến hóa đối với nền văn minh nhân loại những người sáng lập này chính là bảo vật quốc gia thông tin thân phận đều được coi là tuyệt mật còn thế giới ảo dành cho người sáng lập hẳn là nơi để những người sáng lập này giao lưu thảo luận. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên lập tức mở ra quyền hạn, tiến vào thế giới ảo dành cho người sáng lập. Thế giới ảo xích côn tinh Khu vực quảng trường Trung ương Đối với bất kỳ thế giới ảo cấp tinh cầu nào, quảng trường Trung ương luôn là nơi thu hút sự chú ý nhất. Bởi vì nơi đây sừng sững tấm bia đá khổng lồ ghi lại tiến hóa bản, hội tụ trăm con đường tiến hóa mạnh nhất được sinh ra từ hơn một triệu tinh cầu sự sống trong cả tinh vực. Mặc dù vì lý do giải đấu lôi đài mà khu vực lôi đài trở nên đông đúc hơn, nhưng khi giải đấu kết thúc, quảng trường Trung ương lại một lần nữa náo nhiệt. Tuy nhiên, vào rạng sáng ngày hôm nay, vị trí thứ 100 trên tiến hóa bản cấp tinh vực này đã lặng lẽ thay đổi con đường tiến hóa. Cái gì? Nhanh lên, tiến hóa đã bản thay đổi, lập tức có các tiến hóa giả chú ý đến sự việc, nhao nhao sôi trào. Mặc dù chỉ là vị trí thứ 100 ở đoạn cuối, nhưng phải biết rằng đây là tiến hóa bản cấp tinh vực, mỗi con đường tiến hóa được xếp hạng đều phải trải qua vô số trận chiến khốc liệt để giành được vị trí. Có thể lọc vào tốt, 100 xích cung tiến hóa bản, dù chỉ là vị trí thứ 100, cũng là những con đường tiến hóa lục giai đỉnh cao, mang theo hy vọng thăng cấp lên thất giai. Con đường tiến hóa võ đạo Con đường tiến hóa này là gì? Trời ơi, con đường tiến hóa này chỉ là tứ giai, tứ giai, vượt qua hàng loạt con đường lục giai, chen chân vào xích cung tiến hóa bản, vô số người trên quảng trường đều sững sờ. Phạm vi thu thập của xích cung tiến hóa bản là toàn bộ xích cung tinh vực. Vì vậy, tiến hóa bản thường xuyên thay đổi. Xét cho cùng, với số lượng người đông đảo như vậy, xác suất xuất hiện con đường tiến hóa lục giai đỉnh cao cũng sẽ tăng lên đáng kể. Chỉ là dù thay đổi thế nào, dù là chen chân vào tốt 100 của tiến hóa bản, thì cũng phải là con đường tiến hóa lục giai. Tứ giai là cái quái gì, cứ như một nhóm học sinh vừa thi đậu vào trường đại học, mọi người đều 18, 19 tuổi, tuổi tác gần như nhau. Chỉ là đột nhiên trong đám đông xuất hiện một đứa trẻ 8, 9 tuổi, điều này khiến các học sinh khác có chút xấu hổ. Tiến hóa bản chắc chắn sẽ không sai, nó được ba vị nữ thần thẩm định nhiều lần, nghĩa là con đường tiến hóa Tứ giai này, về tổng thể đánh giá, thực sự vượt trội hơn những con đường tiến hóa lục giai đỉnh cao để tôi xem, con đường tiến hóa võ đạo, lập tức có người không nhịn được, bắt đầu điều tra thêm thông tin về con đường tiến hóa võ đạo. Ừm, hành tinh nơi con đường tiến hóa võ đạo ra đời là Thương Lan Tinh, một tinh cầu sinh mệnh trung đẳng bình thường thuộc thần hy tinh hệ. Hiết, con đường tiến hóa võ đạo lúc mới xuất hiện chỉ có nhất giai, sau đó cứ nửa năm lại cập nhật giai đoạn tiếp theo. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.